hai tháng còn lại một khi ám dạ biến mất đại quân nhân tộc nhất định sẽ phát động phản công mãnh liệt đến lúc đó cho dù dục vọng phản kháng của chúng ta có mãnh liệt đến đâu cũng căn bản rất khó bằng vào ý chí có thể ngăn cản đại quân nhân tộc tiến lên mà những thứ ta nói chỉ là một trong những vấn đề mấu chốt quan trọng nhất vẫn là lãnh tụ tuyệt đối trong nhân tộc tên từ dương kia một mình hắn phòng trường có thể xóa bỏ ngàn vạn âm hồn binh sĩ của chúng ta trung quy cũng không có cách nào có thể dùng phương thức cứng đối cứng ngăn cản bước chân của hắn câu hỏi hóc búa quan trọng này sẽ được giải quyết như thế nào? Tất cả vấn đề đều trồng chất lên một chỗ, cho dù là chúng ta đem tất cả lực lượng của tinh tôn chỉnh hợp thành một chỗ, cũng chỉ sợ rất khó giải quyết vấn đề trước mắt. Mở miệng người này là lục tinh tôn, tên này thoạt nhìn giống như là một lão giả, cũng là loại kinh nghiệm tác chiến thâm mưu sâu xa tương đối phong phú tồn tại. Hắn giải thích một phen như vậy, lập tức làm cho cục diện chiến trường trở nên đặc biệt rõ ràng. Trên thực tế phán đoán của lão giả này không hề khoa trương chút nào, cũng khắc sâu phân tích giả ưu nhược điểm mà song phương có được. chính như hắn nói nhân tộc phương diện trận doanh tuy rằng số lượng cũng không chiếm ưu thế, nhưng bất đắc dĩ cá nhân thực lực quá mức cường đại, lấy một đỡ trăm lấy một đỡ ngàn cũng không phải là không có khả năng. dưới một loại điều kiện tương đối yếu thế như vậy, làm sao dưới tình huống nữ hoàng bảo tàng sơn không có cách nào tự mình tọa chấn ngăn cản đại quân nhân tộc tiến công? trong lúc nhất thời trận doanh phương diện cũng không có ai có thể đưa ra một đáp án hoàn chỉnh. mấy đại tinh tôn tất cả đều đem ánh mắt rơi vào điện nhất tinh tôn cũng chính là trên người Long Khôn, muốn nghe ý tứ của hắn. Nhưng mà thủ tôn các hạ rõ ràng so với tưởng tượng của tiểu hoa càng thêm thông minh. Điểm này tiểu hồ cũng khiến tiểu hoa đặc biệt khiến cho nghi ngờ, bởi vì trước đó trong ấn tượng của hắn, Long Khôn từ trước đến nay là một người dám đánh dám liều, nhưng thiếu một loại hình tượng mưu tính sâu xa như vậy. Nhưng đệ nhất tinh tôn trước mắt này tự hồ vừa vặn tương phản, hùng tài đại lược ở giữa chiến trường, so với Long Khôn lúc trước cường đại hơn rất nhiều, về phần thực lực trước mắt của hắn, còn không có cách nào làm ra một phán đoán chuẩn xác. Nhân tộc cố nhiên cường đại, nhưng chỉ cần chúng ta có thể thúc giục phồn tinh đại trận, nguyện âm hồn binh sĩ quần cuộn không ngừng hàng lâm trên thế giới này làm tiếp tế thương binh đạt tới một điểm cân bằng tương đối. Như vậy sức chiến đấu của chúng ta sẽ là vô cùng vô tận, muốn chống đỡ qua 3 tháng cũng không phải là không cách nào hoàn thành. Quả nhiên vẫn là thủ tôn các hạ túc trí đa mưu. Hắn nói ra một phen như vậy, cũng lập tức cho mấy đại tinh tôn khác trong lòng cổ vũ lớn lao. Cụ thể thao tác như thế nào các ngươi không cần lo lắng, những chuyện khác đều giao cho ta. Thất đại tinh tôn còn lại các ngươi phải làm là mỗi người đều bảo vệ tốt phương hướng lãnh địa riêng của mình. Đem năng lực tác chiến của các âm hồn binh sĩ dưới trướng các ngươi phát huy đến cực hạn, chỉ cần có thể bình an vượt qua 3 tháng, trận chiến này sẽ không có bất kỳ hậu quả nào hồi hộp. Bởi vì cho dù thực lực từ dương có cường đại như thế nào, cũng xa xa không có cách nào chống lại nữ hoàng đại nhân sau khi bế quan thành công. Từ dương ngược lại cũng không rõ người này đến tột cùng lấy đâu ra tự tin, cư nhiên tin tưởng mẹ đẻ của tứ hoàng tử bảo tàng sơn như thế cũng chính là nữ hoàng đại nhân nóng trong tay nhất mạch truyền thừa văn minh này bất quá từ dương duy nhất hiểu rõ chính là mình hiện tại còn không thể giết chết tên trước mắt này bởi vì một khi thủ tôn đi về phía ngã xuống 12 hai chòm sao hệ thống hoàn toàn sụp đổ tất cả âm hồn binh sĩ đều sẽ bộc phát ra phản công điên cuồng đến lúc đó số người một bên mình chết trận sẽ tăng lên vô hạn mà quan trọng hơn là nếu hắn thật sự là sản phẩm của linh hồn thể long khôn giết chết nó từ Dương cũng ra xa, xa không có cách nào cùng đồng đội cũ này khai báo. Trên tinh thần tha thứ cho người khác, Từ Dương cho đối phương thời gian và cơ hội phát triển đủ lâu, hơn nữa sau khi nhận được tình báo tinh thần lực trực tiếp, lập tức phân phó thủ lĩnh quân đoàn nhân tộc ở mấy khu vực mẫn cảm chung quanh, bảo bọn họ tùy thời chuẩn bị ứng phó phòng bị. Nhưng mặc dù vậy, điều khiến Từ Dương không nghĩ tới chính là trên bầu trời cư nhiên không hề báo chức nổi lên một trận mưa đen. Mà theo trận mưa này hạ xuống, Từ Dương lập tức thấy được cơ hội phản công của toàn quân bởi vì hắn hiểu rõ thiên tượng, một trận mưa to như vậy giáng xuống, có nghĩa là sau khi tuyết rơi, thời khắc sơ tình đẩy ra mây mù thấy lệch dương sắp tới. Nói cách khác, vô số binh sĩ của bảo tàng sơn âm hồn nhất tộc, tinh thần chi quang trên thân thể được ban cho gia trì đang nhanh chóng uể oải biến mất trong thời gian cực ngắn. Ha ha ha, nhìn ra đi, đây chính là nhược điểm của bọn họ quá mức dựa vào lực lượng thu tính nguyên tố đơn nhất. Bởi vì một khi gặp phải nguyên tố lực khắc chế bản thân, bọn họ sẽ không hề có bất kỳ năng lực hòa thủ nào. Từ Dương nói sau những lời này, mặc dù chỉ dựa vào linh hồn truyền âm hình thức truyền đến trong đầu mỗi một danh nhân tộc binh sĩ phía dưới. Từ Dương lấy lãnh đạo phát ra một bộ phận này sóng thanh, nương theo nhân tộc tu sĩ quân đoàn bắt đầu được thứ hai toàn diện phản công. Nhưng thật sự là không lưu lại bất kỳ hy vọng sống nào cho đám người vào tàng sơn. Từ Dương vẫn hoàn thành tác dụng điều khiển toàn cục như trước. Cùng lúc đó, Tiểu Hoa cũng tiếp tục thẩm thấu trong hành động liên hợp của bát đại tinh tôn khác. Kế hoạch cụ thể của thủ tôn Long Khôn cũng không có chỗ quá độc thù chỉ là nha đầu này rõ ràng phát hiện theo Long Khôn tự mình nhập cuộc, Tựa Hồ trong bát đại tinh tôn, sức chiến đấu của mỗi người đều được tăng lên trên phạm vi lớn. Sự tồn tại của hắn Tựa Hồ giống như là trận thứ hai ám dạ hàng lâm, mang đến cho mỗi một cường giả cấp bậc tinh tôn, sinh mệnh lực đặc thù cường hóa cùng tăng lên. Cho dù là cường độ tinh thần lực trên người những cường giả cấp bậc tinh tôn này cũng được tăng cường trên phạm vi lớn. Tiểu Hoa muốn tìm được bí mật trên người thủ tôn Long Khôn, nhưng Thủy Trung không có được một cơ hội tốt hơn bởi vậy nàng đem ý nghĩ của mình nói cho từ dương từ dương cân nhắc một lát sau đó lại một lần nữa tỏa ra một đạo ảo thể chẳng qua lúc này đây đạo ảo thể này của hắn trải qua từ dương đặc thù gia không cùng chế tạo hoàn toàn ẩn giấu khí tức bản tôn từ dương của mình a à, tìm cơ hội trực tiếp đi tới vị trí chiến trường của thủ tôn long khôn quả nhiên lúc mới bắt đầu cùng thủ tôn long khôn tận mắt nhìn nhau từ dương cơ hồ có thể khẳng định đây căn bản là bản thân long khôn lúng túng chính là long khôn thủ tôn tựa hồ đối với khí tức của từ dương cũng không có bất kỳ phát hiện nào dựa theo phán đoán của từ dương nếu như tên này thật sự là long khôn hơn nữa còn có được ký ức vốn thuộc về long khôn vậy hắn tuyệt đối không có lý do gì không nhận ra lãnh tụ mạnh nhất nhân tộc từ dương chính là lão đại của hắn sở dĩ còn đang lấy thân phận thủ tôn xuất hiện như vậy đủ để chứng minh trên người long khôn này đã xảy ra một ít kinh nghiệm đặc thù không ai biết từ dương cứ như vậy sắc mặt bình tĩnh chăm chú nhìn long khôn đứng đầu mười hai chòm sao trước mắt được tình tựa thiếu phi tiếu trên mặt tựa hồ cũng nhìn không ra hắn có sát ý nồng đậm như thế nào hắn lần này đến đây chính là muốn làm rõ tất cả bí mật trên người tên này mặc dù đối phương đã không còn ký ức nguyên bản của long khôn vậy từ dương cũng muốn biết năng lực thiên phú đặc thù của tinh tôn đặc thù trên người hắn đến tột cùng là cái gì vì sao sau khi hắn xuất hiện thực lực của mỗi một cường giả cấp bậc tinh tôn khác đều được tăng lên trên phạm vi lớn điểm này thật sự rất mấu chốt người thực lực rất cường đại ta trung quy vẫn không nhịn được muốn cùng ngươi giao thủ, kiến thức một chút người thiên phú cường đại không gì sánh kịp. Từ dương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra ý đồ lần này của mình. Mà thủ tôn trước mắt, Long Khôn vẫn không hề lùi bước, trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo hào quang hình Nguyệt Luân đột nhiên xuất hiện. Đây cũng là lần đầu tiên trong 12 tinh tôn có người phóng thích ra binh khí cực kỳ đặc thù của mình, mà từ dương đồng dạng cũng ở bên ngoài thủ tôn Nguyệt Tri Hoàn của hắn, cảm nhận được tinh thần khí tức vô cùng đồng đậm, Không thể nghi ngờ, đây hẳn là dùng tinh thần lực chế tạo một đạo hoàn vật hình trăng mà làm cho tử dương cảm thấy khiếp sợ chính là tên này lại có thể ngưng tụ ra pháp khí có hình thái mặt trăng. đây vốn là một tình huống không phù hợp với quy tắc thông thường. bộc châu đại lục cũng tốt đại thế giới chủ đại lục cũng được đều là thế giới vô nguyệt mấy chục vạn năm trước sau khi trận chiến chấm dứt nguyệt luân cứ như vậy biến mất trong hệ thống thế giới tất cả truyền thừa và văn minh liên quan đến mặt trăng đều bị phong ấn ánh trăng đã yên lặng quá lâu mà long khôn thủ tôn trước mắt căn bản không thể là sinh mệnh thể mấy chục vạn năm trước cho nên hắn phát hiện pháp hệ xuất hiện hình thái mặt trăng vốn là một điểm đáng ngờ cực lớn trước khi động thủ với ngươi ta muốn biết rõ đạo pháp khí trong tay ngươi này đến tột cùng là từ đâu mà đến thủ tôn long khôn cũng không có bất kỳ dấu giếm nào mỉm cười đưa ra đáp án đương nhiên là do tinh thần ngưng lực trong cơ thể ta chế tạo mà thành có vấn đề gì sao vậy ta muốn biết chính là ngươi làm sao lấy được cảm hứng đem pháp khí chế tạo ra hình thái như vậy? Long khôn đầu tiên mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu như ta nói ta cũng không rõ ràng, đây căn bản là một loại bản năng, ngươi tin tưởng sao? Ta tin vào những gì ngươi nói, nhưng những lời này cũng mang lại cho ta nhiều khả năng suy đoán hơn. Từ dưng tin tưởng trực giác của mình, những lời này của đối phương cũng không có nói dối, nói cách khác cái gọi là một loại bản năng chỉ dẫn hắn, ngưng tụ chế tạo ra một pháp khí có hình thái mặt trăng như vậy điều đó có nghĩa là gì? chứng tỏ thủ tôn long khôn trước mắt đã từng tiếp xúc với bản nguyên lực lượng liên quan đến truyền thừa của Nguyệt Chi. Nói cách khác, nếu Từ Dương có thể nhìn thấu tất cả bí mật đã trải qua trên người thủ tôn long khôn trước mắt, điều đó cũng có nghĩa là hắn rất có thể sẽ ở trong trận chiến này vạch trần bí mật cuối cùng thông đạo vô Nguyệt Thiên. Cũng chính là ý nghĩa chân chính của hắn đi tới Bộc Châu Đại Lục này. Cuối cùng có một câu hỏi khác, nếu ngươi có thể trả lời trung thực, ta nợ ngươi một tình cảm trong quá trình giao thủ tiếp theo của người ta nếu ta đem ngươi chấn áp, ta tuyệt đối sẽ không đả thương tính mạng ngươi, coi như là ta báo đáp ngươi nhân tình này. Nghe được Từ Dương nói như vậy, Thủ Tôn Long Khôn cũng chỉ là mỉm cười, nhẹ nhàng làm ra một động tác buông tay. Có nghi vấn gì ngươi cứ việc hỏi, ta nhất định biết tất cả đều nói không gì, sau khi hỏi sau người ta quyết một trận tử chiến. Thai ngén sinh mệnh nguyên tuyển của ngươi, phước cuộc ở địa phương nào, là ở chỗ nào đó ở chỗ sâu hơn của bảo tàng sân sao nhưng mà lần này thủ tôn long khôn lại cho từ dương một đáp án khiến hắn vô cùng khiếp sợ nhẹ nhàng phất phất tay sau đó đem một ngón tay của mình chỉ về phía sau lưng từ dương cách đó không xa cũng chính là trên đường nét của một cây cổ thụ hắn dùng để triệu hoán thập nhị tinh tôn lóe ra tinh thần chi quang thật không giấu giếm chính là cây cổ thụ này thai ngén sinh mệnh của ta còn có một nhận thức là ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng đoán được đó chính là sinh mệnh của mười một tinh tôn khác cũng đều là từ trong cơ thể ta thai ngén ra Ta giống như là một hạt giống sinh ra từ gốc cây cổ thụ này, nương theo sự trưởng thành và lột xác của ta, dần dần từ trong cơ thể ta phân hóa ra 11 cường giả cấp bậc tinh tôn khác. Nghe được Long Côn Thủ Tôn đưa ra đáp án như vậy, Từ Dương cũng không có rung động cùng kinh ngạc như trong tưởng tượng, ngược lại hết thầy nghi hoặc trong lòng hắn đều bởi vậy mà giải thích thông suốt. Khó trách ngươi xuất hiện có thể làm cho tất cả cường giả cấp bậc tinh tôn khác thực lực tăng lên trên phạm vi lớn là bởi vì khí tức ngươi có thể cho những người này tiềm năng sinh mệnh lực hình thái được càng thêm cường hãn chỉ dẫn cùng chiết nguyện. Bởi vì về bản chất, ngươi chính là nguồn sinh mệnh lực của các cường giả cấp bậc tinh tôn khác. Có ngươi ở sinh mệnh lực ba động của bọn họ sẽ càng thêm thịnh vượng, hấp dẫn tinh thần lực bổn nguyên cũng càng nhiều. Tự nhiên thực lực của bọn họ cũng sẽ có biểu hiện tăng lên trên phạm vi lớn. Long Khôn nhẹ nhàng gật gật đầu. Ngươi không hổ là lãnh tụ mạnh nhất nhân tộc, cái nhìn sâu sắc thật kinh người, tất cả những gì ta biết đều đã nói cho ngươi nguyên bản một chữ không kém đều là tin tức chân thật đáng tin cậy nhất cho nên kế tiếp cũng là lúc ngươi thực hiện lời hứa xuất ra ngươi cường đại nhất thực lực cùng ta đánh một trận ta chỉ muốn xem một chút ta cùng ngươi rốt cuộc có chênh lệch như thế nào không biết vì sao từ dương nghe được long khôn thủ tôn trước mắt nói ra những lời như vậy bản năng trong đầu lại xuất hiện long khôn từng cùng mình kề vai chiến đấu từ một hình ảnh trải qua cái loại cảm giác hết sức quen thuộc này cùng với giọng điệu của hắn khi nói chuyện với mình đều làm cho từ dương dường như từng quen biết nhưng tử dương lúc này căn bản không lấy ra bất kỳ chứng cớ nào chứng minh người trước mắt này chính là huynh đệ long khôn của mình điều duy nhất hắn có thể làm chính là lúc bắt đầu chiến đấu nâng quyền trái của mình lên đấm vào ngực bên phải mình động tác như vậy là động tác mà long khôn đã làm với mình không chỉ một lần bởi vì ở đại thế giới một đường vượt qua trông gai qua cửa ải trảm tướng trên đường tu luyện mỗi một lần long khôn muốn tránh thoát tử dương che chở một mình chiến đấu vì lão đại nhà mình phân ưu hắn luôn làm động tác này với tử dương trước khi ra tay mà khi từ dừng lặp lại động tác này, lại căn bản không có biện pháp phát hiện một chút dao động khác thường trong tầm mắt của thủ tôn Long Khôn. Từ dưng liền có thể kết luận, tên trước mắt này vèn vẹn vèn vẹn chỉ là có được dung mạo giống như Long Khôn mà thôi, cùng huynh đệ chân chính và sinh ra từ kia, Long Khôn căn bản không thể là cùng một người. Được rồi, ta cũng không có gì để nói, xuất ra người thực lực cường đại nhất, không nói nhiều, đối đầu với nhau là cách duy nhất để giải quyết vấn đề song phương đồng thời bộc phát ra khí tức ba động vô cùng khủng bố mà từ dương cũng cởi bỏ hết thảy bên ngoài che giấu bên ngoài trên huyễn thể lộ ra đường nét hoàn chỉnh chân chính của mình tuy rằng đây vẻn vẹn chỉ là một đạo huyễn thể của từ dương nhưng mặc dù đạo huyễn thể này chỉ có thể phát huy ra trạng thái thực lực chân chính của từ dương khoảng bảy thành cũng đủ để căn quét bất luận kẻ nào ở vực châu đại lục đương nhiên chỉ còn lại có bảy thành thực lực từ dương huyễn thể khi đối mặt với thủ tôn long khôn trước mắt này có lẽ vẫn sẽ gặp phải một ít phiền toái quả nhiên Phương thức tác chiến của thủ tôn Long Khôn đơn giản thô bạo, hào quang màu bạc của thủ tôn Nguyệt Hình Luân hoàn lấp lánh phóng thích ra, bởi vì khí tức trên người Nguyệt Chi Quang hoàn tàn mát ra, làm cho Từ Dương cảm giác vô cùng quen thuộc. Đó là quang mang cùng dao động đặc thù có khí tức quang huy của Nguyệt Chi, cũng làm cho hắn là thiên sứ chi thần huyết mạch, thiên sứ nhất mạch chúa tể có được quang minh thần pháp tắc sâu trong nội tâm sinh ra cảm xúc cộng hưởng cực kỳ mãnh liệt. Bởi vì mặt trời và mặt trăng ánh sáng và bóng tối luôn luôn là một cuộc đấu tranh, cùng tồn tại và cùng tồn tại mới quan hệ cộng sinh. Ánh sáng cực hạn thường tương ứng với bóng tối cực hạn, hình thái cực hạn của Quang Minh Thần Pháp Tắc cũng chỉ có thần lực Nguyệt Quang trong truyền thuyết mới có thể chống lại. Cũng bởi vì như thế, trong đồng tử từ dương bắn ra hai đạo kim quang đánh vào mặt ngoài Nguyệt Chi Luân Hoàn trước mắt, vậy mà thật sự nhìn thấy được chi tiết làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi. Trên đường vân Nguyệt Chi Quang Hoàn, cư nhiên khắc một ít minh văn cổ xưa mà phức tạp đã sớm thất truyền. Những minh văn này ở trong lòng bàn tay thủ tôn Long Khôn trước mắt hóa thành phương tiện tốt nhất hắn hấp dẫn tinh thần lực trên bầu trời, không biết những văn lộ này kỳ thật là có thể thai ngén ra tinh hoa trăng chân chính. Chỉ tiếc ở thời đại vô nguyệt, mặc dù tinh thông truyền thừa hạo nguyệt nhất mạch cũng không có đất dụng võ. Chẳng lẽ khi sinh mệnh của tên này thai ngén ra, liền mang theo lực lượng truyền thừa của nguyệt chi mạch, nếu thật sự là như vậy, như vậy một cây cổ thụ thần bí thai ngén hắn sinh ra, hẳn là ghi lại bộ dáng hoàn chỉnh của bộc châu đại lục trước khi vua nguyệt thiên xuất hiện năm đó nếu ta có thể cùng cổ thụ này tiếp xúc mật thiết một phen có lẽ thật sự có thể đạt được một ít manh mối trọng yếu khó có thể tưởng tượng được trong đầu từ dương sinh ra ý niệm như vậy nhưng hắn cũng rõ ràng muốn cùng cổ thụ này tiếp xúc mật thiết điều kiện tiên quyết chính là trước tiên phải đánh bại thủ tôn long khôn trước mắt này bởi vì quan hệ giữa hai người bọn họ như con như cha trước mắt tử dương vẫn là thân phận địch nhân của thủ tôn long khôn nếu không có đem tên này hoàn thành chinh phục mà nói, làm sao có thể ở trước mặt hắn tiếp xúc với sự tồn tại giống như phụ thân của hắn đây? người Chi Quang hoàn khủng bố, dưới thế công cường hoành của Long Khôn Thủ Tôn, chém xuống không trung. Hào quang hình bán Nguyệt Nha khủng bố bay về phía mặt ngoài huyễn thể của Từ Dương mang đến cho hắn vài phần cảm giác áp bách cưỡng chế. Nhưng mà Từ Dương huyễn thể lại chỉ lộ ra một nụ cười lạnh như băng. Sau một khắc băng hoàng tháp thần khí xuất hiện, từ Dương không chút nào ngại ngùng mang đến cho đạo huyễn thể này phóng thích bằng phòng tháp chủ thần khí quyền hạn, chỉ trong nháy mắt, băng hoàng tháp chủ thần khí vô cùng cường đại rơi vào chung quanh thân thể Từ Dương huyễn thể. Trực tiếp cứng rắn đem đạo nguyệt chi quang hoàn trước mắt này dùng phương thức hung tàn nhất ngăn cách ra ngoài, bằng vào hoàn toàn là băng hoàng tháp vô cùng cứng, cứng cỏi cường hoành thuộc tính. Đây là chủ thần mạnh nhất cơ hồ có thể không để ý đến bất kỳ loại lực lượng nguyên tố nào của Ngọc Châu Đại Lục, cũng là vật đã từng thuộc về kiếm tiên, làm sao có thể là những lực lượng phàm tục này có thể lay động được đây băng hoàng tháp xuất hiện trong nháy mắt liền có nghĩa là từ dương huyễn thể trong trận chiến này không có khả năng lấy thất bại làm kết cục bởi vì bằng vào sức chiến đấu của thủ tôn long khôn trước mắt tuyệt đối không có khả năng lay động được vật truyền thừa tồn tại như kiếm tiên thần người lại có thể đạt được truyền thừa chủ thần khí của thần xem ra ta vẫn đánh giá thấp tạo hóa của người mạnh nhất tộc này trận chiến này ta cũng tuyệt đối không có khả năng thủ thắng đánh tiếp đã không còn ý nghĩa gì nữa nghe được thủ tôn long khôn trước mắt vừa nói như vậy từ Dương Nguyễn thể lộ ra một tia cười lạnh, nhẹ nhàng vung tay lên, dứt khoát đem băng hoàng tháp lại một lần nữa thu lại. Đích xác bằng vào chủ thần khí áp chế ngươi, ngược lại có chút thắng không võ, như vậy ta liền dùng phương thức kiêu ngạo nhất tự hào nhất chinh phục ngươi, chẳng phải là có thể mang đến cho ta khoái cảm lớn hơn sao? Xem ra ngươi đắc ý nhất hẳn là năng lực tiến công của ngươi, vậy ta liền lấy kiếm đạo chuyển thừa giống nhau làm cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Từ Dương Nguyễn thể nói xong câu đó, ngọc cốt thần kiếm nhanh chóng ẩn núp ở trong hư không hắn tính toán dùng lực lượng một mình tốc chiến tốc thắng như vậy có thể chứng minh mình ở phương diện kiếm đạo trình độ cách tốt nhất chính là kết hợp hư không pháp tắc lợi dụng hư không trồng lên mình tất sát chi kiếm kiếm quang vô cùng khủng bố ở trong hư không liên tiếp mấy lần trồng lên nhau sau đó phóng xuất ra một đạo thông thiên triệt địa rực rỡ quang mang kiếm khí phong mang trong nháy mắt thành hình toàn bộ bộc châu đại lục hư không pháp tắc đều vì đó chấn động lên trong thiên địa vô hình chung nhiều hơn một cỗ áp lực vô cùng khổng lồ. Mà khi một đạo kiếm quang sau khi năm lần chồng lên nhau, lại một lần nữa chém vỡ hư không, nện về phía phía dưới thủ tôn long khôn bản thể thời điểm. Tên gia hỏa này mới rút cục hiểu được người trước mắt trí cường giả từ dương rốt cuộc cường đại đến trình độ nào. Thực lực như ngươi cho dù là chống lại thần của bộc châu đại lục, cũng không sợ hãi. Hắn cũng không rõ ràng một kiếm này, vẹn vẹn chỉ là từ dương trồng lên năm lần ngọc cốt thần kiếm tất sát chi kiếm trình độ, nếu như là cường độ chồng lên nhau gấp 20 lần, buộc châu đại lục pháp tắc cực hạn sẽ bị trong nháy mắt đánh vỡ. Về phần trước mắt Từ Dương phát huy ra chiến lược đỉnh phong mạnh nhất của mình, dưới tình huống không để ý đến lực lượng cực hạn của lực lượng pháp tắc không gian ước thúc, rốt cuộc có thể đem uy lực tất sát chi kiếm của mình chồng lên bao nhiêu lần, ngay cả chính hắn cũng chưa từng trải qua. Nhưng Từ Dương rất rõ ràng chính là, nếu như mình mượn đạo thứ 10 thôn vệ lực ngưng tụ ra toàn bộ lực lượng, đồng thời mượn hư không pháp tắc tiến hành chồng lên nhau, như vậy mình bộc phát ra tất sát chi kiếm hẳn là có thể trồng lên nhau hơn 30 lần. Mà loại lực lượng cường độ cấp bậc này, từ dương đã vượt qua mấy trăm năm thời gian không có sử dụng qua, hắn cũng đồng dạng chờ mong mình có thể ở trong hệ thống bộc châu đại lục, cùng kiếm tiền trong truyền thuyết mấy chục vạn năm trước đã thống trị đại thế giới, lúc gặp nhau có thể cùng hắn đến một hồi vượt qua thời gian cùng không gian cạnh tranh mạnh nhất. Phân ra một phân chia có thể chân chính cao thấp ở phương diện kiếm đạo lĩnh vực. Hiện tại từ dương, hệ thống công pháp lực lượng nguyên thủy đã tu luyện tới cực hạn, Tuy rằng ở phương diện kiếm đạo cũng đã lĩnh ngộ vô cực kiếm đạo, nhưng Từ Dương Thủy trung cảm thấy trình độ kiếm đạo của mình hẳn là có thể lên một tầng. Ít nhất, cùng kiếm tiên kiếm đạo phương diện trình độ tương phản, Từ Dương không có nắm chắc tất thắng. Đây cũng là cách duy nhất hắn muốn đạt được thăng tiến một lần nữa. Về phần phương diện tu hành thân thể, Từ Dương có được huyết mạch thiên sứ vô hạ, phóng mắt nhìn trong hệ thống đại thế giới, cũng đã là trạng thái hoàn mỹ vô khuyết tốt nhất. Căn bản không có khả năng huyết mạch cấp độ tiến thêm một bước tăng lên nhưng cường độ thân thể của hắn nếu như có thể đạt được đại thế giới vạn đạo chư thiên pháp tắc tiến thêm một bước tẩy lễ hẳn là có thể đạt được tăng lên mạnh hơn chẳng qua những thứ này đều không phải là vấn đề từ dương trước mắt nên cân nhắc khi kiếm quang mạnh nhất năm lần chồng lên nhau này bị chém xuống ven đường nghiền nát hết thảy trở ngại thủ tôn long khôn đã ý thức được kết cục sắp diệt vong của mình đáng tiếc ngay lúc hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại bình tĩnh ngay đón tất cả từ dương nguyễn thể đột nhiên lòng bàn tay một hồi đem đạo kiếm quang hủy thiên diệt điện này cứ như vậy cứng rắn lơ lửng ở vị trí một tấc trên đỉnh đầu tên này trung quy vẫn không có đem toàn bộ uy lực của một kiếm này đánh lên người long khôn thủ tôn chẳng lẽ ngươi quên sao vừa rồi ta đối với ngươi thực hiện hứa hẹn cho dù ta đem ngươi chinh phục cũng tuyệt đối sẽ không ở trong trận chiến này lấy tính mạng ngươi từ bây giờ ngươi ta đã rõ ràng lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên một đạo khí tức kiếm quang hủy thiên diệt địa này trong nháy mắt tiêu tán nhưng cảnh giới có thể đem uy lực khủng bố của một kiếm này thu phóng tự nhiên sớm đã không còn là cấp bậc đầu tiên Long Khôn trước mắt có thể sánh vai. Không thể nghi ngờ sau khi trận chiến này chấm dứt, thủ tôn Long Khôn tâm phục khẩu phục thực lực của Từ Dương trước mắt, không bao giờ coi tên trước mắt là đối thủ nữa, mà là một lãnh tụ chỉ có thể dùng thái độ dùng bái đi tôn kính. Thật không nghĩ tới thực lực người đã đạt tới trình độ như vậy, mà ta còn có thể rõ ràng cảm giác được, đây căn bản cũng không phải là bản thể người. Vẹn vẹn chỉ là người dùng tinh thần lực huyễn hóa ra một loại huyễn thể đường viên, thậm chí ngay cả tinh hoa sinh mệnh lực bản chất nhất của ngươi cũng không có xâm nhập vào trong đó. Liền có thể dẫn động thế thiên địa khủng bố như thế, còn có thể đem uy lực vừa mới tuyệt sát nhất kiếm này nắm trong tay, đây thật sự là quá khó có được. Kỳ thật đối với ta mà nói, hấp dẫn một cỗ lực hủy diệt đủ cường đại cũng không khó, khó chính là chân chính nắm trong tay, hơn nữa khống chế từng chi tiết nhỏ của cỗ lực lượng này. Thu phóng tự nhiên bốn chữ này nghe qua cố nhiên rất đơn giản, nhưng chỉ có người tu luyện đứng đầu mới có thể hiểu được bốn chữ này rốt cuộc có ý nghĩa cảnh giới như thế nào. Ta rất may mắn khi có thể cảm nhận được cảnh giới và năng lượng của bốn chữ này trên người đối thủ của ta, và đây là những người cho ta cảm giác và kinh nghiệm. Không nghi ngờ gì trận chiến này là ta thua, hơn nữa thua tâm phục khẩu phục, không có bất kỳ chỗ biện dài nào. Sau đó, cuộc sống tiếp theo của ta sẽ nằm trong tầm kiểm soát của ngươi, ngươi khi nào muốn lấy đi hắn, mặc dù đến để lấy nó. Từ Dương Nguyễn Thể nhẹ nhàng cười lắc đầu ngươi vừa cung cấp cho ta một số manh mối rất quan trọng và mỗi trong số đó là đủ để trở thành ngươi một huy chương vàng miễn phí ít nhất ngươi trong tay ta có thể sống sót đương nhiên nơi này có một điều kiện tiên quyết đó là ngươi cần phải thay đổi vị trí của ngươi từ lời nói của ngươi ta có thể biết được sinh mệnh ngươi cũng không phải là tinh thần nữ hoàng nắm trong tay toàn bộ bảo tàng ban cho vì vậy câu hỏi đặt ra ngươi đã được sinh ra bởi một hạt giống của cây cổ thụ này trong một sinh vật sống đặc biệt vì sao nhất định phải nghe lệnh tinh thần nữ hoàng duy nhất trong bảo tàng sơn mặc dù không dựa vào lực lượng của nàng ngươi vẫn có thể trở thành một trong những cường giả đứng đầu đại lục vì sao phải lựa chọn ở bên cạnh nàng là một con rối cái gọi là thập nhị tinh tôn trong mắt ta cũng chỉ có người có giá trị đặc thù không thể thay thế bao gồm cả pháp khí chỉ tồn tại trong truyền thuyết trăng sáng trong truyền thuyết rất giống nhau cũng là một loại chứng minh và thể hiện giá trị đặc biệt trên người ngươi nếu ngươi có thể cho ta một thái độ thỏa đáng hơn ta nghĩ rằng chúng ta sẽ không chỉ tiếp tục là kẻ thù nhưng cũng có thể là bạn bè của nhau từ dương nói sau những lời trước mắt này, Long Khôn Thủ Tôn cũng bất đắc dĩ thở dài. Trên thực tế ngươi nói những thứ này đều không sai, nhưng sinh mệnh lực của ta mặc dù không phải tinh thần nữ hoàng ban cho, nhưng nàng lại có tư cách cùng năng lực tùy thời chấm dứt sinh mệnh của ta. Bởi vì lực lượng hạch tâm mệnh mạch trong gốc cây cổ thụ này đã bị nàng trộm cắp khống chế. Cây cổ thụ này hiện tại đã sớm danh tồn thực vong, tuy rằng nó còn có sinh mệnh khí thức và động độc quyền của mình. Nhưng lúc trước thai ngén ra tinh hoa sinh mệnh lực chân chính của ta, cũng chính là sinh mệnh của cây cổ thụ này, đã rơi vào trong tay tinh thần nữ hoàng. Sở dĩ nàng lúc này đột nhiên lựa chọn bế quan, cũng là bởi vì muốn hoàn toàn hấp thu toàn bộ lực lượng trong sinh mệnh chi trùng. Dựa theo phán đoán của ta, sinh mệnh một khi cùng sinh mệnh lực của nàng hoàn toàn dung hợp thành một thể, cũng có nghĩa là huyết mạch tinh thần lực sẽ được tăng lên cùng lột xác càng mạnh. Tại sao tình huống như vậy ta cũng không rõ ràng, nhưng ta có thể chắc chắn rằng tình huống như vậy chắc chắn sẽ xảy ra. Hoặc là nói đây là một loại trực giác xuất phát từ sâu trong huyết mạch. Từ Dương nghe được những lời này của Long Khôn Thủ Tôn trước mắt, tựa hồ trong suy nghĩ tác chiến của mình, lại mở ra một loại khả năng hoàn toàn mới. Có lẽ trước mắt ta nên làm nhất chỉ có một việc, đó chính là ngăn cản tinh thần nữ hoàng thôn vệ sinh mệnh của cây cổ thụ này. Từ Dương nghĩ như vậy, vừa mới nói ra trong nháy mắt, bên cạnh một cây cổ thụ vốn thủy chung ở trong trạng thái yên tĩnh, toàn thân đột nhiên phóng thích ra một đạo quang mang vô cùng rực rỡ. Đó là một màu sắc ức hức như gió xuân giáng xuống, mà nương theo cỗ khí tức này đột nhiên xuất hiện trong đầu từ dương hoán thể lập tức hiện ra một bức tranh thế giới đầy màu sắc mà tất cả những thứ này đều là truyền thừa trên một loại tinh thần lạc ấn mà cây cổ thụ này mang đến cho từ dương chân chính làm cho từ dương cảm thấy khiếp sợ chính là hắn ở trong con đường của thế giới đầy màu sắc này lần đầu tiên nhìn thấy mặt trăng đại thế giới hạo nguyệt hoàn mỹ nhất rốt cục xuất hiện mà những thứ này rõ ràng đều là cây cổ thụ trước mắt này đã từng trải qua nói cách khác cây cổ thụ thoạt nhìn cũng không quá nổi bật này thậm chí có thể dùng không hề tức giận để hình dung nó. Nhưng nó lại trải qua mấy trăm vạn năm, trải qua toàn bộ quá trình tiến hóa thăng trầm dưới hệ thống đại thế giới. Nói cách khác, cái cây này căn bản không phải là sản phẩm của Bộc Châu Đại Lục. Một cây cổ thụ truyền kỳ đến từ đại thế giới chứng kiến vô số niên đại, đột nhiên xuất hiện ở Bộc Châu Đại Lục, vậy cũng chỉ có một loại khả năng duy nhất. Cây cổ thụ này chính là kiếm tiên vân vong cơ lúc trước rời khỏi đại thế giới mang theo bí mật vô tận đi tới cuối hoang vu, mở ra bộc châu đại lục thời điểm, cùng nhau mang tới đồ đạc. Nếu là như vậy, như vậy cây cổ thụ này có thể nói là rất có lai lai, thậm chí có thể tham dự thành lập toàn bộ bộc châu đại lục, cùng với nguồn gốc sinh mệnh tinh hoa khí tức của phiến đại lục này. Nghĩ đến những điều này, Từ Dương tự nhiên cũng thuận lý thành chương đoán ra tên kia mang đi sinh mệnh chi trùng, mục đích chân chính rốt cuộc là cái gì. Xem ra sinh mệnh chi trùng chính là muốn thành lập một hệ thống thế giới hoàn toàn mới, căn nguyên năng lượng không thể thiếu nhất. Bởi vì chỉ dựa vào một người có được năng lực thông thiên cường đại như thế nào, nhiều lắm cũng chỉ là thành lập một thế giới quan chức này chưa từng có cùng sáng tạo nguyên thủy pháp tắc. Nói cách khác cái này đại thế giới tiến hóa hình thức ban đầu là có thể bằng vào một người thực lực đủ cường đại chế tạo ra. Chính như kiếm tiên vân vong cơ sáng tạo ra bộc châu đại lục, thế nhưng muốn làm cho cái này từ nghĩ ra thế giới thai ngén sinh mệnh, vậy cũng không phải thực lực mạnh yếu của hán có thể quyết định. Trong đó nhất định tồn tại huyền bí sinh mệnh thâm bí hơn, mà bí ẩn này ẩn giấu trong sinh mệnh của cây cổ thụ này. Nói cách khác, mẫu phi tứ hoàng tử hiện giờ chân chính tinh thần nữ hoàng, một khi hoàn toàn cắn nuốt sinh mệnh chi trùng, vậy cả người hắn liền tương đương với một chúa tể có được năng lực sáng tạo ra thế giới mới. Mặc dù nàng quyết đoán buông tha cho bộc châu đại lục tất cả quyền thế tranh đoạt, muốn một lần nữa trở lại ngoài vực thế giới, cũng có được năng lực sáng tạo ra một không gian đại lục độc lập. Nếu thật sự bị nàng đắc thủ như vậy, như vậy ngày hôm đó, tinh thần nữ hoàng một lần nữa trở lại quốc độ tinh thần nhất mạch biến mất, một lần nữa tạo hình tinh thần thế giới thứ hai hơn nữa đem tất cả kết tinh văn minh vốn thuộc về bộc châu đại lục thậm chí là đại thế giới cùng nhau phục chế ra như vậy đối với đại thế giới cùng bộc châu đại lục mà nói sẽ là một kiếp nạn diệt thế chân chính chôn vùi trong tương lai thử nghĩ xem mấy trăm vạn năm sau khi tinh thần nữ hoàng tự mình vì chúa tể mở ra một thế giới hoàn toàn mới trưởng thành đến quy mô nhất định ở nơi đó cũng bồi dưỡng đội ngũ tu luyện ý chí đủ cường đại như vậy việc đầu tiên bọn họ phải làm sẽ là cái gì rất đơn giản nhất định chính là dốc hết toàn lực phá hủy đại thế giới cùng với bộc châu đại lục đã từng thai nghén bọn họ sinh ra mẫu mức này cứ như vậy lấy ý chí của tinh thần nữ hoàng làm đại thế giới khống chế một không gian phản chiếu khác sẽ trở thành vị diện vô tận duy nhất không thể nghi ngờ loại dã tâm dùng thủ đoạn đê tiện trực tiếp cướp đoạt truyền thừa văn minh này tương đối nguy hiểm mà từ dương với tư cách là thủ lĩnh tối cao trong số các cường giả nhân tộc bộc châu đại lục trước mắt cũng là một trong những thủ hộ giảm mạnh nhất của toàn bộ văn minh bộc châu đại lục hắn nhất định phải gánh vác trách nhiệm này từ dương đồng dạng rất rõ ràng phóng mắt nhìn đội ngũ tu luyện so mấy chục vạn người mạnh nhất nhân tộc dưới chướng mình tạo thành chỉ sợ cũng chỉ có chính hán có thực lực trực tiếp đối mặt với tinh thần nữ hoàng mà trước mắt chính là thời cơ tốt nhất tinh thần nữ hoàng bế quan cũng là cơ hội từ dương ra tay ngàn năm có một nếu như tiếp tục kéo dài mà nói thật sự bị bà nương kia tổn thương sinh mệnh nó sẽ là một thảm họa chung cho tất cả nhân loại trong toàn bộ bộ phận của bộc châu đại lục và thậm chí cả hệ thống thế giới rộng lớn đây chính là tinh hoa lực lượng thay ngén sinh mệnh lực vô cùng vô tận từ Dương cũng không có tính toán chiếm lấy nó. Nhưng Trung Quy cũng không thể để cho sinh mệnh vô cùng chân quý này dung nhập vào trong cơ thể tinh thần nữ hoàng vốn không thuộc về hệ thống văn minh đại thế giới. Đồng dạng Từ Dương cũng có tính toán khác, đó chính là để tinh thần lực cũng đồng loạt quy vào một bộ phận dưới hệ thống văn minh đại thế giới. Mà không phải để cho bọn họ giống như bây giờ có thể không kiêng nề gì mà uy hiếp văn minh bản địa của Bộc Châu Đại Lục. Muốn cho bọn họ lấy tư thái quy thuận giả và thần phục giả, chủ động dung nhập vào hệ thống văn minh của mình ở thế giới này đây mới là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề trong mắt Từ Dương. Sau khi chắc chắn suy nghĩ như vậy, Từ Dương lập tức dùng ngón tay chọc vào nội tâm của mình, rất nhanh liền trực tiếp liên lạc với tiểu hoa bên kia. Thế nào rồi? Có khám phá mới nào không? Ta nhất định phải nhanh nhất tìm được vị trí bế quan cụ thể của tinh thần nữ hoàng, nếu tiếp tục kéo dài, chỉ sợ hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì ta không rõ ràng lắm, một khi lực lượng sinh mệnh cùng huyết mạch tinh thần lực nguyên thủy nhất dùng hợp hoàn mỹ, những âm hồn này sẽ đạt được cường độ tăng lên như thế nào có lẽ bọn họ có thể tạo ra một thế giới hoàn toàn mới nghiền nát hệ thống văn minh đại thế giới kết cục như vậy tuyệt đối không phải hiện tại chúng ta có thể ứng phó nghe từ dương nói như vậy tiểu hoa cũng lập tức cho mình thu hoạch trước mắt ta chỉ có thể đại khái phán đoán ra phụ cận cái chỗ này hẳn là cách vị trí cụ thể tinh thần nữ hoàng bế quan không tính là quá xa còn lại ta cũng không giúp được ngươi bởi vì thực lực của nàng hẳn là đã vượt qua cực hạn trước mắt ta có thể ứng phó cũng chỉ có thể là lão đại ngươi tự mình tìm kiếm đáp án tiếp theo. Từ dương trực tiếp đem bản thể cùng ảo thể của mình tiến hành tổ chức lại vị trí, sau đó lấy chân thân bản thể trước tiên làm việc thủ tôn long khôn trước mắt, đi tới vị trí hiện tại của tiểu hoa. A à dương, người có thu hoạch gì không? Sau khi từ dương đi tới bên cạnh tiểu hoa, trước tiên phóng thích ra tinh thần lực ba động vô cùng cường đại của mình nhanh chóng khuếch tán chung quanh, thử bắt được một ít dấu vết năng lượng đặc thù. Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, căn bản không có dễ dàng tìm được nơi bế quan của nàng như vậy hiện tại muốn giải quyết vấn đề này chúng ta muốn nghĩ đến động cơ tinh thần nữ hoàng kia làm như vậy trong toàn bộ núi kho báu nơi nào không dễ dàng tìm thấy nhất từ dương đưa ra vấn đề này tiểu hoa bên cạnh cân nhắc một lát sau mới đưa ra đáp án của mình chính cái gọi là địa phương nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất lúc trước ta tìm kiếm một phen ở khu vực bên trong bảo tàng sơn cũng không có đường tắt năng lượng đặc thù nói cách khác tinh thần nữ hoàng rất rõ ràng nơi này không có 300 lượng bạc, đạo lý này. Nếu như ở bên ngoài địa phương mình bế quan áp dụng lực lượng phong ấn đủ cường đại, ngược lại sẽ bại lộ chính mình. Với sự thông minh của Từ Dương, trong đầu lập tức xuất hiện ba vị trí tương đối mẫn cảm và đặc thù. Bởi vì Từ Dương lúc trước tiến hành khống chế vĩ mô chiến trường, cũng từng tiến hành tham dò tinh thần đặc biệt tỉ mỉ đối với ba mục tiêu cụ thể này. Mặc dù đều không có khả năng bắt được khí tức ba động của tinh thần nữ hoàng, nhưng ba địa phương này đối với toàn bộ bảo tàng mà nói, đều là vị trí đặc thù tập hợp thiên địa linh khí nồng đậm nhất. Tiếc là Từ Dương cùng Tiểu Hoa lập tức hành động, lần lượt tiến hành điều tra cẩn thận ba vị trí đặc thù này, trung quy vẫn không thể phát hiện được chỗ của tinh thần nữ hoàng. Đáng chết, ba địa phương rõ ràng nhất chúng ta đều đã điều tra qua, thế nhưng một chút dấu vết cũng không có, chẳng lẽ tinh thần nữ hoàng kia là hát cho chúng ta một kế thành trống? Nàng căn bản cũng không ở giữa bảo tàng sơn này, mà là mượn cái gọi là thập nhị tinh tôn cố ý phóng ra một quả bom sương khói, đem tất cả chúng ta kéo dài ở cái chỗ này để cho nàng đạt được thời gian đủ lâu hoàn thành thôn vệ sinh mệnh tri trùng từ dương vẻ mặt nghiêm túc cân nhắc một lát sau đó đưa ra đáp án trong tưởng tượng của tiểu hoa ban đầu ta cũng mang theo hoài nghi phương diện này nhưng sau khi ta cùng mấy đại tinh tôn giao thủ ở cử ly gần ta phát hiện những cường giả cấp bậc tinh tôn này cũng tốt mấy ngàn vạn binh sĩ âm hồn bình thường cũng được tất cả sinh mệnh lực âm hồn thể sâu nhất của bọn họ đều có một loại cộng hưởng đặc thù cũng chính là sự tồn tại cộng hưởng này làm cho bọn họ có thể cảm nhận được mệnh lệnh đến từ tinh thần nữ hoàng trước tiên cùng với trạng thái chiến đấu giữa các đồng bọn quân thể chung quanh đạo cộng hưởng này giống như vô hình chung đem sinh bệnh thể đặc thù vốn không có linh hồn tự chủ này sâu chuỗi lại với nhau dựa theo phán đoán của ta loại lực dẫn đường này hẳn là tinh thần nữ hoàng dùng thủ đoạn công pháp đặc thù đối với các binh sĩ âm hồn thể này thành lập một khi tinh thần nữ hoàng rời khỏi khu vực bảo tàng sơn rất có thể loại hệ thống lực dẫn đường dùng để khống chế các linh hồn thể binh sĩ này sẽ thoát ly phạm vi khống chế của tinh thần nữ hoàng cho nên ta đưa ra phán đoán là nữ nhân này nhất định còn ở trong phạm vi hiểu biết của chúng ta chỉ là hiện tại chúng ta còn không có cách nào tìm được vị trí chân chính của nàng mà thôi sau khi trong đầu xuất hiện ý nghĩ như vậy từ dương cũng không có ý định tiếp tục do dự như vậy hắn quyết định quyết định đem ý nghĩ điều tra của mình một lần nữa phá loạn một lần nữa lý giải muốn tìm được manh mối lúc trước bị mình xem nhẹ phải biết rằng thế giới linh hồn của Từ Dương giống như một vũ trụ mênh mông vô tận, mặc dù cả thế giới đều là tĩnh mịch mờ mịt, nhưng mỗi một góc đều có tiềm năng vô cùng vô tận bị khai phá. Lúc này Từ Dương giống như là một cái máy đọc lại vận chuyển tốc độ cao, bắt đầu điên cuồng đọc từng chi tiết đã trải qua trước đó. Từ trong ký ức giải rác này, tìm được manh mối có thể tìm được dấu vết ẩn giấu của tinh thần nữ hoàng. Đột nhiên trong quá trình Từ Dương lọc ký ức, dừng lại ở trong nháy bắt hắn từ trong cây cổ thụ kia lấy được khí tức đường viền ánh trăng, từ Dương rốt cục vẫn ở bên trong này phát hiện một tê sơ hở thoáng qua. Cổ thụ là người thai ngén sinh mệnh chi trùng, đồng dạng cũng là nguồn lực mạnh nhất để thai châu đại lục thai ngén sinh mệnh khí tức.